À, vâng em xin chào quý vị và hôm nay em lại tiếp tục lên cho mọi người một ít các cái uh, sản phẩm nữa phục vụ cho những ai đang hỏi công suất rời rồi là tuner vâng cd và vâng. rồi là mixer vang bụng các thứ nhá để loa bookshelf ok thì là chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhưng mà trước khi đi vào trong các cái clip này thì quý vị vui lòng uh, bỏ tao thêm cho em một vài giây chúng ta kích nút đăng ký giúp em những ai chưa đăng ký thì chúng ta kích nút đăng ký giúp em nhé góc bên phải màn hình này này phía dưới này có chữ đăng ký để chúng ta kích nút đăng ký giúp em nhé và những ai đã đăng ký rồi những ai đã thực hiện đăng ký xong thì là quý vị tiếp tục ấn cho em một nút like một nút chia sẻ để là ủng hộ thêm cho kênh vâng em xin cảm ơn quý vị và đây chúng ta sẽ đi vào các cái sản phẩm hôm nay em đưa lên cho quý vị nhé này đấy đây đầu tiên là có một cái con công suất này con công suất này là của Onkyo mã của nó là một 85 NTD CR185 NTD Đấy con này thì nó một NTD này là những cái đời mà nó ra vào những cái đợt kỷ niệm của Onkyo này một cái dịp kỷ niệm của Onkyo thì đấy em cũng không như chính xác lắm thì nó ra một loạt các cái loại như là 185 NTD này rồi 705 905 NTD này 92 NTD này 191 NTD này thì là bọn này nó ra vào những cái thời điểm đấy nhá đấy. Đây là con này có chiều ngang nó khoảng tầm đây 18 khoảng 18 cm này. Đấy. Chiều sâu khoảng đôi Đấy. 30 đến 33 tính cả cái tản nhiệt này nhá. Đấy. Đấy. Và chiều cao nó khoảng tầm đây à, 10 16 khoảng 16 cm Đây công suất. Công suất con này là 40 W nhá. Điện 100 V của Nhật này. Đấy. Với các cái đầu vào gồm có đầu vào à, uh, vào đây và đường vào đây vào đây để mình có thể là cắm điện thoại máy tính vào đây mình nghe nhạc Đấy, tất nhiên là mình sẽ phải ghép thêm với cả cái loa mini bát nó khoảng tầm 12 13 đổ xuống rồi đúng không ạ Cái này là công suất không đây, nha. Đấy, cái cục công suất này thì em bán uh, chủ yếu là mọi người về uh, chơi chứ là công suất nhé còn đây thì em cũng uh, uh, có test thì nó cũng có chạy nhưng mà nó nói chung là cũng Uh, nâu no, lâu no thì chắc là nó mắt nước nó cũng hơi kém nên chạy nó cũng 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 không không được ổn định lắm này này thế thì con này uh, con này nhá Thấy con này bán công suất cho quý vị vâng xe là một tấn một NTD này thì uh, con này bán cho quý vị với giá là đi uh, uh, 8 thôi bảy trăm rưỡi nha hai tôi bán cho quý bảy trăm rưỡi đi hãy quý vị ai có nhu cầu mua này, hãy cho bên em nhá lụt nhạc đây Đấy. Con này thì công suất rất là nhỏ gọn. Đấy. Đấy. Tiếp theo đây là một con tuner. Tuner là con Ankyo nhá, tuner Ankyo. Chiều Đây, cái mặt là chiều này chiều dọc của nó... à, cái chiều cao nó khoảng tầm 8 đến 10 cm này. Chiều sâu khoảng đôi đấy. khoảng 23 24 đến khoảng 27 cm và chiều ngang khoảng 20cm. À, 20 cm. 20 đến 20.5 đấy. Đấy. Và con này có mã là T405R Đấy. Và một điểm đặc biệt của con này Mà rất nhiều anh em Các bác hay hỏi Đây là em ơi em có cái loại nào hàng Made in Japan mà điện 220 hay không Thì đây nha con này luôn Em cũng bị nhìn này Hàng Made in Japan hàng xuất nhá Hàng xuất ở châu Âu nhá Hàng xuất châu Âu này điện của nó là 230V này Để, để cắm được điện 2.2 luôn Đấy, được chưa con này thì mãi em mới về được một con này thôi không nhiều quý vị ai có nhu cầu mua thì liên hệ sớm nhé những ai có các cái bộ dàn thớt điện 220 chẳng hạn này hoặc là những ai đang cần những cái tuner điện 220 để mình đưa tín hiệu xuống dưới âm đi để mình nghe fm ấy, chơi chơi cho nó vui sưu tầm các thứ thì là liên hệ sớm cho bên em nhé mấy con tuner này thì em nhớ không nhầm là điện điện là là FM 108 này. bọn này thì hầu như đều FM 108 hết nhá này, điện nó xuất xong châu Âu mà thì nó sẽ FM 108 đấy và con này thì là là em bán với giá là là đi bảy 50.000 mươi thì anh nào có nhu cầu mua hệ cho bên em nhé bảy trăm năm mươi con tuner này đấy ok đấy đấy tiếp theo ở đây là một cái con con Kenwood, vâng. Con Kenwood này là con công suất dạng mỏng đây, máy nằm này. Kenwood RDVH7BC đấy. này Này. con này thì có chiều sâu khoảng đôi khoảng hai cũng khoảng 24 27 cm. Chiều ngang cũng khoảng 21 cm và chiều cao đấy thì con này cao này một tí thì cho là đi 10 cm đi đấy nhá khoảng 10 cm đây em đo bằng ngón tay nên là nó cũng áng áng rồi quý vị xem nếu hợp lý với cả cái 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 không gian nhà mình thì chúng ta lấy nhá này, hoặc là phù hợp với nhu cầu của mình thì chúng ta lấy cái con VH7 BC BC này thì đây nó có thể đặt được kiểu nằm như này hoặc đặt đứng như này thì màn hình sẽ tự xoay theo nhé đây là có cái màn hình mà nó sẽ tự nó xoay theo cái cách đặt của chúng ta đấy đây ngoại hình ở đây nhưng chắc con này đặt nằm là chính này đặt đứng thì chơi chơi nghịch kịch thì được con này có đường vào AUX cho điện thoại này đường vào đường vào tép để được vào MD cho máy tính và các thiết bị khác đấy nhá con này được công suất 45W điện 100V của Nhật và là hàng được sản xuất nước thứ ba nhé này made in china này em cũng chả phải dấu cái gì cả này, miễn là điện 100V của nhật là được nó vẫn đúng tiêu chuẩn nhật không có gì mà phải lăn tăn cái vấn đề chất lượng cả Đấy. em bán cái này thì em nhiều khi em ít khi em để ý cái cái made in lắm nhưng mà nhiều bác cũng cứ đòi hỏi có made in thì em cũng đọc cho thôi Đấy. còn em chỉ quan tâm là điện trăm v của nhật thôi Đấy. Đấy. Kenwood VH7BC Đấy thì con này À, con này nha con con này giá của nó là đi bảy trăm rưỡi nha bảy trăm rưỡi ok à, bác nào có nhu cầu mua thì hệ cho bên em nhé à. tiếp theo ở đây là một cái con uh, tuner size bốn cho những anh nào đang hỏi uh, những cái tuner về ghép với cả bọn bảy nghìn tám bảy nghìn sáu nhá đây là con này tuner của bioner Đấy, tuner này tx bảy nghìn sáu trăm đây Đây nha mặt mũi nó đây đây giải tần fm của nó đây chín 90 hàng nhật đây vỏ ngoài đây nhá ừ hmm. đấy con tuner bảy này thì bây giờ nó đang khoảng tầm à, bình thường là nhà em vẫn đang bán khoảng tầm 1 triệu sáu một triệu bảy một con này một triệu rưỡi một con này. này con này thì tuy nhiên thì đợt này thì là cũng đang ấy thì là mọi người chắc cũng đang... đang vừa hết dịch cũng đang khủng hoảng thì bên em sẽ cho giá thú vị một chút xíu nhé cho các bác về là à, em cũng nói luôn nhé là những con này thì là em À, bán chủ yếu là mọi người về trưng bày Đấy, mọi chủ yếu mọi người trưng bày thôi Đấy, nên là, là nên là em sẽ bán đây đợt này em bán có gì bán cho có bị trưng bày này Đấy, 1 triệu à, 100 nghìn để bác nào có nhu cầu mua thì hãy cho bên em nhé Với những con này thì là về thì hầu như em cắm điện này nó vẫn lên điện bình thường đấy nó không, không, không vấn đề gì cả thôi em cứ bán như thế nha 1 triệu mốt này bác nào có nhu cầu mua hãy cho bên em lại 1 triệu 1 về trưng bày đấy. mà hàng này là hàng trưng bày rồi đấy, em cũng xin nói rõ em không bảo hành những cái này nhá em chỉ cùng lắm thì các bác cần test thì em sẽ cắm điện cho các bác xem là nó vẫn tăng lên đèn nhá và biết là nó điện vẫn sống rồi nhá đấy, ok này thế tiếp theo ở đây là con onkyo 710m dòng cd của onkyo cd 27.5 nha này một này và khoảng đây nữa thì con này là dòng tích năm nên sẽ là 27 nhá và chiều sâu đôi nó cũng khoảng 27 28 đấy và chiều cao của nó khoảng tầm 8 đến 10 cm này on 710m đây hàng về thì như quý vị thấy là vỏ viết còn ok đây đấy. đúng không ạ hậu còn ok luôn góc cạnh các thứ này con này thì em test rồi CD nó vẫn hoạt động ok nhé À, thì con này uh, em bán cho những bác nào mà đang uh, thiếu thất cd hoặc đang có âm đi mà muốn nhu cầu nghe thêm cd đấy, nghe thêm cd cho nó vui vui chơi chơi nhé uh, có thể dùng đĩa ghi đĩa đọc thì tùy quý vị lại đấy. Uh, đấy thì là uh, con này nhá, em bán cho quý vị là đi một triệu uh, một triệu uh, 400 nhá. Thôi 1 triệu 1 triệu 350 đi. 1 triệu 350 000 đồng. Để quý vị ai có nhu cầu mua thì cho bên em nhá. Đấy, ok. 1 triệu 350 000 đồng cho con 710M này. Đấy, CD thì em test nó vẫn chạy ok. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Vâng. Đấy, tiếp theo ở đây là phục vụ cho những bác nào đang cần tìm vang. Ở đây có một con vang cơ nai số và con vang cơ nai số này là dòng vang cơ nai số của DB Caustic này. DB Caustic quý biết rồi một thương hiệu của Mỹ đúng không? Này. Một thương hiệu từ Mỹ, này, cờ Mỹ này, quý nhìn thấy không? Và trên đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có tem chống hàng giả hàng nhái của bên công ty San Việt Nam, công ty đơn vị nhập khẩu cái con DB Caustic này về nhá. Quý có thể quét check QR code ở đây. và hàng nó sẽ là hàng chính hãng chích bằng cách là quét QR code là một này cái thứ hai là chúng ta à, có thể là cả cái tem bạc này ra và chúng ta kết quả hành nhé à, ok chưa có tích đây hàng chính hãng của nó bị lưu ý là trên mặt máy này sẽ có chữ dbk tích dập chìm như này những cái dòng hàng nhái thì thường nó sẽ không có cái này đâu không có cái chữ này đâu vì nó sản xuất quý biết là nó sản xuất cái cái này nó sẽ sản xuất đại trà quý vị hiểu vấn đề không ạ nó làm nháy nó sẽ sản xuất tại trà và nó sẽ có một cái khung này và nó ốp chữ gì thì thì ốp nó ốp ở trên đây thôi nó in ở trên đây thôi bắn chữ ở trên đây thôi chứ nó không ốp dập trên này dập trên này rất, rất rất tốn tốn kém đấy còn trên này nó in thì nó dễ hơn đấy. nhưng là thường các cái nắp này nó nếu như hàng giả nó sẽ không có thể làm cái này để nó có thể làm giả được nhiều các mẫu mã khác nhau đấy quý vị để ý. đấy nhá thì là uh, những con db caustic này thì đặc trưng của nó sẽ có chữ này đợi dập rồi ở trên đây để bị tránh bị làm giả đấy Đấy, con này thì chúng ta thấy nó con này là con KM30 Pro nhé Đây KM30 Pro đây, đây. đây. Con này thì nó có một cái màn hình rất to ở đây để hiển thị các cái thông số uh, lượng volume, uh, volume music, rồi volume volume mix, rồi volume effect đây. Tức là volume đấy Rồi là uh, revert với cả các đầu vào đây. thì thị ở đây Đấy. Ngôn quần bên này đây. Và trong này thì nó được tích hợp cái vang trong này rồi được tích hợp cái vang uh, được tinh chỉnh sẵn trong này rồi cái vang được tinh chỉnh sẵn trong này rồi mình chỉ can thiệp thêm một chút cái đi này và repeat ở đây thôi Đấy. trong này nó đã chỉnh sẵn rồi Đấy, trong này nên nó, gọn gọi là vang cơ này số như vậy Đấy. nó có các chế độ chỉnh sẵn trong này rồi và mình chỉ việc chỉnh thêm ở đây thôi Đấy. Đấy. ở đây mình sẽ có thể chỉnh thêm can thiệp thêm các cái giá trị như là bát này mid này chép của phần mic này rồi là bát mid chép của phần music này Đấy. Rồi mình chọn các đầu vào đường quang bluetooth và usb đủ hết quý vị nhá Vì thấy không Hàng chính hãng lúc nào sẽ có QR code và có à, cái uh, mã vạch riêng Đấy. Ten, uh, này. Đấy. Anten Bluetooth này thêm chút gắn liền đây luôn thực ra cái này tháo rời được nhưng mà hãng người ta bắt luôn đây đấy nhá đấy. Đấy, các đường vào đây đường vào in này cho đường dây AV thông thường này rồi đường vào quang để cắm dây quang này đấy cái này là các cái volume để tinh chỉnh thêm cho cái phần gọi là loa à, sâu và loa S music volume và S mic volume đây là cái loa đằng sau đấy mình thường là thường là con này là sẽ hỗ trợ thành ra là mình chơi được bốn loa này hệ thống bốn loa và với hai loa trước nó gọi là f và hai loa sau gọi là s đấy. thì s music và s volt này uh, s s music volt và s Mic volt đây là để là tinh chỉnh cái uh, âm lượng của music và Mic ở đằng của cái loa sau ví hiểu như vậy này. phần bass out này để chỉnh cái âm lượng cho phần 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 sub đây, các đường ra hỗ trợ cho đường dây AV cũng có mà hỗ trợ cho cả đường canon có hết nhá, Đường canon và đường AV. Đây, đường AV này rất lợi cho những anh nào đang sử dụng muốn sử dụng con này để là gì? À, nâng cấp một cái âm ly nghe nhạc thành âm ly hát karaoke. Đấy chỉ mình chỉ cần kiếm con vang này về, ném cái dây AV đấu từ đây xuống dưới âm ly là xong, rất đơn giản là không phải mua cái dây canon nữa. Nhiều khi đi kiếm cái dây canon này là cả vấn đề ở một số các nơi. Đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy. DB cao M30 Pro này. Đây. đây bên sườn quý vị nhìn là có cả tem bảo hành các thứ ở đây đủ đủ hết nhá. Và con này thì em cam kết luôn rồi quý vị đây là hàng chính hãng nhỉ? nếu như sai em đền quý vị gấp tiền con này luôn. Đấy và con cam 30 Pro này thì hiện tại thì uh, đang có giá là hai khoảng 29 và khoảng 29, khoảng 29. Trên dưới trên dưới 29 tí. Đấy. Thì em cũng cũng, cũng chưa xem lại sổ em không nhớ chính xác giá lắm lúc này quay lên thì là tại vì cũng các khách hàng có dục quá em cũng chưa chưa kịp xem lại sổ xem giá chính xác là bao nhiêu nhé thì là quý vị ai có nhu cầu mua con này thì hãy liên hệ theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 để có cái giá chính xác nhất và tốt nhất nhé này Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với con cô Mi. này một con vang thương hiệu Komi này tên này thì đã quá nổi tiếng rồi cái tên này quá nổi tiếng rồi bởi vì sao đây là công ty người ta nhập các cái chuyên nhập một công ty của Việt Nam nhé của một công ty của Việt Nam và chuyên nhập các thiết bị âm thanh nhập khẩu hãng Hàn Quốc và mang công nghệ Hàn Quốc này thì đây con <laughs> thì đây chỉ con vang Komi K10 Plus này nó chính là một sản phẩm của công ty Komi để nhập khẩu rồi từ bên kia về. Này. Mang công nghệ Hàn Quốc nhé, Combi. Đây. Hàng chính hãng lúc nào cũng sẽ có thêm phiếu bảo hành đầy đủ trên đây. Có QR code ở đây. Đấy. Và đây là mặt mũi con cá 10 Plus này. Ừ. Dòng này là dòng sử dụng hai con chip DSP 24 bit nhé hai đường hai đường 24 bit này là nó giải mã âm thanh được quá rất là tốt Đấy, giải mã thanh đường hoàng rất là tốt nhé và bọn này thì đều là size 43 hết đôi 4 size 43 vâng Đấy. trước mặt máy đây sẽ có một cái màn hình nét ở đây màn hình nét này là nó sẽ hiển thị uh, tên đường vào này và khi có nhạc vào khi có tín hiệu vào thì nó sẽ nháy có các cột đưa lại đèn nước lên nháy theo nhạc rất là đẹp Đấy. 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 vàng này thì nó sẽ được trang bị cả chống rú này trang bị chống rú này Đấy, rồi có hệ thống điều, điều chỉnh echo này. gồm có delay repeat và bass mid chép của echo này nó tinh chỉnh chi tiết hơn là một số dòng vang khác và bass mid chép của phần mic tông này tức là phần bass mid chép của nhạc à, của mic này và bass mid chép của music tông là phần bass mid chép của nhạc Đấy. trên đây sẽ có cái nút mode để mình có thể là chuyển các đầu vào giữa usb này bt này Bluetooth này, opt là đường quang này, AUX1, AUX2 là các cái đường dây AB thông thường đều có đủ hết cho quý vị. Đấy. Được chưa? Và khi mà mình sử dụng USB thì mình sẽ có thêm các cái nút này. Next Preview với Play ở đây là để mình cắm USB vào và mình phát nhạc. Đấy. Và mình sẽ, sẽ next bài ở đây được. Đấy. Bên cạnh đây là Echo Mix Music. Đấy. Đấy. Thì nó là cái cái phần chỉnh vang vọng thôi phần chỉnh mic là phần chỉnh music tổng của bọn này. To nhỏ của thằng music là đằng này. To nhỏ của thằng mic đây là to nhỏ của phần này. Và echo này to nhỏ của phần này. Đấy. Sau khi tinh chỉnh xong thì vẫn to nhỏ ở đây. <laughs> Đấy. Đây đằng sau quý vị có thể nhìn thấy đây. Đấy. Đây nha con này có vị có thể nhìn thấy ở trên cái vỏ thùng nên nó sẽ ghi là designer Korea có nghĩa là hàng công nghệ Hàn Quốc được thiết kế bởi các kỹ sư Hàn Quốc nha và con này thì có công nghệ Revert và echo tức là công nghệ echo kép đấy đây Tubasten Distort echo kép này tức là nó sẽ có cả Revert và echo ở trong đây nên tiếng sẽ hay hơn các cái loại mà chỉ có echo không con này thì đang có giá bán là đi uh, 2 triệu tư thì, thì đợt này Đợt này em bên em đang có cái chương trình khuyến mại Khuyến mại uh, hỗ trợ cho khách hàng sau Covid và uh, Trong cái đợt này, bão lũ này Thì con này sẽ có giá là uh, 1 triệu uh, 950 nghìn Đấy. Bác nào có nhu cầu mua hệ ngay cho bên em nhé chỉ duy nhất đợt này thôi. Sau cái đợt này thì em sẽ đưa nó về giá 2 triệu tư mà hai triệu tư nhé. Ok. Tiếp theo ở đây ai uh, tin tưởng dùng hàng Việt Nam cho những ai người Việt dùng hàng Việt Đấy. thì có con uh, Tn stick này là một uh, con uh, vang do công ty xe sao Việt Nam sản xuất. Này, người việt nam sản xuất con này luôn. Vâng, đây là stick nha đây con này là đây chụp này con này thì nó là nó cũng có đầy đủ các đường vào USB này Bluetooth này nó optical rồi là AUX này, này. nha lại đủ hết có feedback đầy đủ luôn này vì thấy chưa Đấy. Đó, nó có màn hình thì ở đây để mình có thể là là, là hiển thị cái nhạc đầu vào nó nhảy theo nhạc nhé tương tự tương tự như con cổ cầm 10 bonus này tất nhiên con này thì công nghệ của nó là công nghệ đài loan tức là Made met in việt nam nhưng designer đấy, designer technology thì là của taiwan tức là của đài loan này, này. hệ thống có đường vào ở đây đường vào cho quang này đường vào cho av này anten bluetooth để bắt đầu bluetooth này đấy, đấy. rồi là các đường ra cho 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 cân đông để đưa ra các loa trái phải này loa Center này và loa súp này Đấy nhé Đấy. con này cũng là hàng chính hãng được sản xuất tại Việt Nam đây có tem bảo hành đủ nhé Đây con này tn10 này nhá con tn10 là thì giá của nó sẽ rất là bình dân cho những ai đang tìm kiếm những con vang bình dân À, hát à ơi à, ở nhà à, ghép vào các con âm ly nghe nhạc để thành một bộ dàn karaoke tại nhà mình thi thoảng mình hát chơi chơi cho vui đỡ tốn tiền đầu tư hẳn bộ karaoke riêng chẳng ạ à, hoặc là mình đầu tư những bộ karaoke giá nó bình dân thôi thì những con này sẽ rất là ok tiếng rất hay trong tầm giá và em thấy con này là gần như một trong những con tốt nhất mà em từng từng làm trong cái tầm giá dưới 2 triệu à. thì con này là con tn nhá. nhé, tên nó có tên tn 10 à, giá con này vang giá con này là đi 1 triệu bảy trăm năm mươi nghìn. quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. À, con này giá cực kỳ tốt và à, ăn đứt những cái con vang à, hàng nhái của trung quốc nhiều. À. vì đây là hàng chính hãng còn hàng kia là hàng nó làm nhái lại thì nó phải làm rẻ, làm rẻ thì đương nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện tốt, đúng không ạ? đấy nhá còn đây là hàng Việt Nam mình làm thì nó sẽ tránh được một vài các cái chi phí liên quan đến cái việc nhập khẩu những các thứ để giá nó cũng sẽ bình dân hơn đấy thì con này nó có tên là 10 nhá vâng giá là 1 triệu 750 nghìn đồng đấy. ok đấy, tiếp theo ở đây là à, một đôi loa đôi loa này là đôi loa uh, của đến đông đấy, con này chiều ngang khoảng 23 22 đấy, chiều cao khoảng đôi khoảng 20 uh, khoảng 30 chỉ cần 29 gần 30 khoảng 30 cm này chiều sâu khoảng 22 cm này con này là con đèn ông có mã là F07 để đồng USCF07 công suất 80W và clip bông Columbia con NTD made in Korea Đấy. con này hàng rất đẹp vì thế không Đấy. Là hàng rất đẹp nha. Này. Vì thế không? hàng này quá đẹp luôn. Còn quý vị nào thấy con này đẹp nữa thì em cũng chịu. Em nói thật em chịu hẳn luôn. Chịu hẳn luôn nhé. Mặt mũi ở đây. Đấy con này thì uh, đến đông F07 hàng đẹp này nhá giá của nó là đi uh, 3 triệu uh, 290.000 3 triệu 290.000 đồng Đấy. Ok nhá Đấy, Bây giờ em sẽ uh, uh, tổng hợp lại giá những con này một chút xíu đây. này uh, Con uh, đến đông này 3 triệu 290.000 đồng nhá uh, Thôi nhìn này đi à, Đấy cũng đang uh, Mấy con này đều đang được uh, giảm giá đúng không? Thì em con này em cũng sẽ giảm cho quý vị thêm tí xíu nữa nhá Con này hàng đẹp của em đấy Hàng đẹp này thì Ít khi có những con hàng đẹp được như thế này đó này. Hàng về đôi khi nó hay hay Có em có đôi nữa đấy Nhưng mà quý vị nhìn này Nó xuất sẹo hơn quý vị thấy không đấy. Không giờ bằng được con này đâu Nhưng con này thôi em bán uh, Giảm cho quý vị tí nữa nhá 3 triệu 290 nghìn đồng em để cho quý vị là 3 triệu tròn Đấy quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nha để hỗ trợ cho quý vị cái tiền vận chuyển đi lại đấy, đấy nhá đấy, tiếp theo con này là con vang tn10 của tn caustic cái này giá của nó là uh, đi uh, giá của nó là đi uh, 1 triệu 750 nghìn này tuner uh, 7.600 vâng 1 triệu tư 1 triệu 6 gì đấy thì tôi bán cho quý vị là 1 triệu 1 nhé em về trưng bày cho nó đẹp đấy. con um, CD này con CD là 710m này lại thôi 1 triệu 450 đấy nhé 1450 nhé Thôi để 1 triệu 2 đi nhé 1 triệu 2 này à, uh, bán con này em bán vui vui hôm nay thôi nhá em sang hôm sau để không có giá này đấy nhá em 1 450 là hôm sau là 1 1450 không có giá 1 triệu 2, 2 đâu nhé bán vui vui hôm một hôm thôi hôm nay là bao nhiêu nhỉ? hôm nay là 16 nhé là 16 để mai 17 đấy. em quên giá luôn nhé 14 50 nhé đấy. à, con Komi K10 Bonus này vâng đang 2 triệu tư đang có giá hỗ trợ đợt này là 1 triệu 950 Đấy. tiếp ở đây là con DB tích để con này thì em cũng chưa nhớ giá lâm nhưng khoảng quanh quanh khoảng tầm 29 28 thì đấy em không nhớ chính xác lắm đấy, đấy quý vị liên hệ trực tiếp để có cái giá tốt nhất nhé đấy à, 185C 185NTD à, 600 Chứ để quỹ 69 đi Đấy. Tôi Tiếp nói. theo nha con này uh, Tuner này là 750 là con 105 và con bên này cũng một 750 này Thôi, Vâng đấy thì bây giờ em sẽ kết thúc video ở đây nhưng mà vì đang có anh khách đến anh ấy cần tư vấn mấy con vang một chút Đấy thì uh, mọi thông tin chi tiết quý vị hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 097 595 682 nhé. Và đừng quên là chúng ta, những ai chưa đăng ký kênh, chúng ta đăng ký kênh giúp em. Và những ai đăng ký kênh rồi, và những ai vừa đăng ký kênh xong, thì chúng ta hãy uh, uh, bỏ thêm vài giây cho em xin một cái like và một cái chia sẻ để ủng ừ. hộ thêm cho kênh nhé. Vâng, xin chào quý vị ạ. Ừ. Vâng.